Xin chào tất cả các bạn, tôi là Tiêu Duy Thành. Hôm nay chúng ta cùng nhau xem một bộ phim viễn tưởng 10.000 năm lịch sử. 10.000 năm trước, những bộ lạc sống bằng nghề săn bắt, nơi họ sống bao phủ toàn tuyết trắng và rất ảm đạm. Vì vậy, những bộ lạc này phải đối mặt với nạn đói. Tất cả mọi người trong bộ lạc đều lo lắng về chuyện này. Có một người phụ nữ lớn tuổi được người dân trong bộ lạc gọi là mẹ già. Bà ấy có sức mạnh, có thể nói chuyện với các linh hồn. Trên thực tế, họ gặp phải một cô gái tên là Everlet và cậu bé tên Ray trong bộ lạc bắt đầu quan tâm đến Everlet. Cha của Dudley là người nắm giữ cây giáo trắng vì anh ta là người giết được con voi ma mút. Cha của Dudley bắt đầu có dự định cho một cuộc hành trình mới. Một hôm, ông ấy nói với người bạn của mình rằng sẽ phải đi xa và nhờ người bạn giữ kín chuyện không tiết lộ cho bất kỳ ai về lý do tại sao anh ra đi. Anh ấy bắt đầu cuộc hành trình của mình và trao lại cây giáo trắng cho người bạn. Mọi người bắt đầu chế nhạo Dudley sau sự ra đi của cha mình. Mọi người cho rằng cha của Dudley đã bỏ trốn vì sợ hãi, nhưng thực sự thì ngược lại. Điều đó nằm ngoài tầm hiểu biết của bất kỳ ai trong bộ lạc ngoài một mình người bạn của cha Dudley biết lý do đấy. Dudley cảm thấy cô đơn và được Everlet an ủi. Vì vậy họ kết thân với nhau và bắt đầu yêu nhau từ đó. Nhiều năm trôi qua, Everlet và Dudley đã trưởng thành. Những con voi ma mút lại xâm nhập vào lãnh thổ của bộ lạc một lần nữa. Người trong bộ lạc quyết định rằng ai săn được voi ma mút đầu tiên sẽ lấy được Everlet và ngọn giáo trắng sẽ thuộc về người đó. Hơn nữa sẽ được chọn làm tù trưởng của bộ lạc. Everlet nói với Dudley rằng chúng ta hãy bỏ trốn khỏi đây và sẽ ở bên nhau mãi mãi. Dudley nói anh không muốn bỏ trốn như cha của anh năm xưa và Dudley quyết tâm giết được con voi ma mút để được cưới Everlet. Tất cả đàn ông trong bộ lạc đều chuẩn bị cho cuộc đi săn này. Họ đã dùng lưới và bắt được một con voi ma mút, nhưng con voi đó đủ sức mạnh để thoát khỏi tấm lưới đó. Dudley bị mắc vào tấm lưới, những người còn lại thì túm lấy đầu lưới để giữ con voi lại. Mọi người cố gắng giữ con voi trong khi nó đang muốn cố chạy thoát. Mọi người đã buông tay khỏi tấm lưới, chỉ còn duy nhất Dudley bám vào đó. Con voi kéo lê anh ấy trên đỉnh núi và bất chợt nó quay lại để tấn công anh. Dudley phi ngọn giáo vào người con voi nhưng nó không gây hại gì. Con voi tiếp tục tiến lại gần, anh dùng ngọn giáo tiếp theo để tấn công con voi. Ngọn giáo đó đâm vào cổ con voi và con voi ngã gục xuống trước sự chứng kiến của mọi người. Tất cả mọi người trong bộ lạc đều ngạc nhiên vì điều này. Họ phấn khích và giao cây giáo trắng cho Dudley. Everlet đã là vợ của anh như thỏa thuận ban đầu. Sau khi có quyền lực trong tay, Dudley lại dằn vặt nghĩ về sự thật rằng anh chỉ vô tình làm chết con voi do cây giáo cắm vào tảng đá và con voi lao tới. Vì vậy anh muốn trả lại cây giáo trắng và nói với Everlet rằng anh chưa săn được con voi ma mút đó. Nếu anh trả lại cây giáo trắng, đồng nghĩa anh sẽ không được lấy Everlet nữa, vì chỉ có ai thực sự săn được con voi ma mút mới cưới được Everlet. Everlet tức giận vì họ phải xa nhau. Đêm hôm đó, có một đám người cưỡi ngựa tấn công vào bộ lạc của họ. Chúng bắt đi những người đàn ông khỏe mạnh và phụ nữ của bộ lạc, trong đó có cả Everlet, Dudley và một số người đàn ông khác may mắn không bị bắt. Khi đám người đó bỏ đi, Dudley hứa sẽ giải cứu cho mọi người và đưa họ trở về. Bạn anh ấy nói rằng sẽ không ai quay trở về được ở nơi chết chóc đó. Dudley vẫn quyết định theo đuổi đám người đó. Anh lần theo dấu chân ngựa để tìm kiếm bằng được tung tích của đám người đó. Đi theo Dudley có hai người đàn ông nữa. Hành trình của họ đầy nguy hiểm trước mắt. Họ phải tự bảo vệ bản thân và có trách nhiệm giải cứu những người trong bộ lạc bị bắt đi. Dudley và hai người bạn chấp nhận cuộc phiêu lưu này bởi vì họ có trách nhiệm với chính bộ lạc của mình. Họ đi cả ngày và đêm để theo kịp đám người kia. Trước mặt họ là một khu rừng, nơi mà bọn người kia đang đưa những người bị bắt cóc đi ở trong đó. Khi màn đêm buông xuống, Dudley bắt đầu áp sát và thả những người đã bị chúng bắt đi. Trong đó có cả Everlet. Đám người đó phát hiện được sự có mặt của Dudley. Chúng đuổi anh theo và để bắt anh lại. Một trong những người đi cùng Dudley đã bị chúng bắt lại. Đám người đó tiếp tục hành trình. Chúng buộc những người trong bộ lạc lại và bắt họ tiếp tục đi. Dudley kéo theo người bạn bị thương. Anh cảm thấy đói và khát khi di chuyển trên đoạn đường dài. Anh đi săn để kiếm chút thức ăn nhưng không may đã bị rơi xuống một cái bẫy. Ở dưới cái bẫy đó có một con hổ răng kiếm đang vùng vẫy vì không thể thoát được khỏi vũng nước. Trời dần mưa to và con hổ bị nước nhấn chìm. Dudley quyết định giải cứu cho con hổ trước khi nó bị chết đuối. Dudley nói với con hổ rằng ta sẽ cứu ngươi và điều kiện ngươi không được ăn thịt ta. Khi được giải cứu thì con hổ làm đúng những gì nó đã hứa với anh. Dudley trèo lên khỏi cái hố và về chỗ người bạn của mình đang nằm chờ. Anh ấy nói với Dudley rằng tôi nghe thấy tiếng la hét ở đây đêm qua. Cả hai người cùng di chuyển đến vị trí tiếng la hét đó. Khi họ đến nơi thì thấy một ngôi làng cũng vừa bị đám người đó tàn phá. Mọi người trong làng vây quanh Dudley và muốn giết anh. Lúc này con hổ răng kiếm được anh cứu xuất hiện ở đó. Tất cả người trong ngôi làng đều sợ khi có sự xuất hiện của con hổ. Nó tiến lại gần anh. Dudley nói với nó rằng ta đã cứu sống ngươi và ngươi không được nuốt lời đứa đó. Con hổ đi sang một bên và không làm hại anh. Những người trong ngôi làng hoảng loạn khi thấy con hổ lại gần và nó cũng không giết một ai cả. Khi thấy anh nói chuyện được với con hổ và đuổi nó đi thì dân làng xuống lại chào đón anh như một người hùng. Họ chiêu đãi anh đồ ăn và anh hỏi họ tại sao hiểu được ngôn ngữ của mình. Họ kể rằng có một người đàn ông đến đây rất lâu rồi, anh ta ghé ngôi làng để trú ẩn và chúng tôi đã được anh ta dạy cho thứ ngôn ngữ đó. Giờ đây đang nghĩ người đàn ông đó chính là cha của mình và hỏi họ giờ người đấy đang ở đâu.
Họ bảo rằng người đàn ông đó bị những con quỷ bắt đi với những người làng của tôi và không có một ai sống sót để trở về. Nhưng chính bạn sẽ là người giải cứu chúng tôi. Drake thắc mắc vì điều đó. Ông tù trưởng giải thích rằng lời tiên tri của người xưa để lại sẽ có người đến thăm bộ lạc và anh ta có thể nói chuyện được với con hổ răng kiến thì người đó sẽ giải cứu được ngôi làng. Người đồng hành cùng anh đã kể cho anh thầy cha của anh rằng ông ấy không hề chạy trốn mà ông ấy đi tìm một nơi trú ẩn có nhiều thức ăn hơn cho bộ tộc của mình để mọi người không bị chết đói nữa. Drake thắc mắc tại sao trước đây anh không nói cho tôi và cả bộ tộc biết điều này. Cha của anh đã cấm nói bí mật đó ra cho bất cứ ai. Nếu chuyện đó nói ra thì tất cả mọi người trong bộ lạc cũng sẽ bỏ trốn hết. Đó tất cả là những gì tôi giữ bí mật bấy lâu nay. Sau đó, những người trong ngôi làng cùng Drake di chuyển về phía bên kia ngọn núi. Họ đứng trên đồi cát và nhìn thấy những con thuyền có cánh buồm khổng lồ đang di chuyển. Họ tiếp tục đi bộ nhưng trên sa mạc cát để thực hiện được điều đó phải có quyết tâm thật lớn mới vượt qua được. Họ bàn bạc với nhau về hành trình tiếp theo. Drake nói rằng chúng ta sẽ vượt qua được sa mạc đầy cát này. Mọi người lại tiếp tục lên đường vào hôm sau. Trải qua nhiều ngày đi trên sa mạc khô cằn thì cũng tìm được thấy kim tự tháp đang xây dựng cách đó không xa. Mục đích của những kẻ bắt cóc người là đưa họ đến đây, biến họ thành nô lệ khổ sai để xây dựng kim tự tháp. Nơi đó cũng rất đông đúc người sinh sống, nhưng những người nô lệ thì nhiều hơn. Họ xây những kim tự tháp đó cho những vị thần của họ, những vị thần có quyền năng tối cao. Vị thần đó ra mệnh lệnh cho cấp dưới của mình là hãy bắt tất cả những nô lệ phải lao động khổ sai. Ở đây và mọi người đã đến đây tìm đến những trại giam, những nô lệ bị bắt. Ở đó anh gặp một người đàn ông mù. Ông ta nói cho anh biết về những bí mật của những vị thần. Ông ta nói rằng những vị thần sợ một người đàn ông có dấu ấn của thợ săn. Theo lời tiên tri thì người đàn ông đó sẽ giải cứu cho tất cả các bộ lạc và những người nô lệ khổ sai. Ông ta hỏi Drake có dấu ấn đó trên người không, nhưng Drake lại không có dấu ấn đó. Anh biết rằng cha anh ta đã bị giết bởi những người đó, những người đã đưa bộ lạc anh đến đây và bắt họ làm nô lệ. Drake và bạn của anh giao tranh với đám lính, người bạn đi cùng anh cũng đã bị chúng giết. Anh ấy giao lại cây giáo trắng cho Drake trước khi chết. Drake căm phẫn và muốn trả thù cho tất cả mọi người. Đám tay sai quan sát thấy trên tay của Evolet có vết sẹo và nó giống như dấu ấn của thợ săn như lời tiên tri. Khi nhận ra vết sẹo đó, chúng có vẻ sợ hãi và bắt cô đến khu lăng mộ báo lại ngay cho các vị thần biết chuyện đó. Bởi vì theo lời tiên tri, ai có dấu ấn của thợ săn sẽ là người giải phóng nô lệ và bỏ sự thống trị của các vị thần. Sáng hôm sau, Drake và người của anh đã cải trang thành những người nô lệ để tiến vào khu trại giam. Mọi người thì thầm với nhau về thời gian phản công và lợi dụng những con voi ma mút để làm náo loạn. Và mọi chuyện đã bắt đầu. Vị thần ra lệnh đưa Everest ra ngoài và giết cô ta nếu đám người kia không dừng náo loạn lại. Drake và mọi người đã dừng chiến đấu khi biết chúng lấy Everest làm con tin. Vị thần kia nói rằng anh có thể mang người con gái của anh đi, nhưng Drake đáp lại còn những người của bộ lạc của anh họ sẽ ra sao thì vị thần này nói họ là nô lệ của chúng tôi, anh không thể mang họ đi được. Drake không đồng ý về việc thỏa thuận đó và ném cây giáo trúng người vị thần để khẳng định một điều rằng vị thần cũng là con người như chúng ta. Anh quát to, mọi người có thấy gì không, hắn cũng chỉ là một con người bình thường cũng biết đau đớn như chúng ta, hắn cũng đã chết. Sau đó một trận chiến bắt đầu. Drake là người chiến thắng trong cuộc chiến này. Trong lúc hỗn loạn thì người bắt cóc các bộ lạc đến đây đã bắn mũi tên trúng Everest và cô đã chết ngay trước khi được trở về vòng tay của Drake. Drake căm thù dùng cây giáo trắng để giết hắn, cứu được bộ tộc của mình, nhưng người anh yêu thương nhất thì đã xa rời anh mãi mãi. Người mẹ già đã truyền sức mạnh của mình cho anh, cũng đã biết được tình hình và xin đấng tối cao để cho Everest được sống và đổi đi sinh mạng của mình. Everest được hồi sinh trước sự chứng kiến của các bộ lạc. Họ giao cho Drake nắm hạt giống và nói với anh rằng đây là những gì cha anh muốn mang về bộ lạc của mình để giúp bộ lạc thoát khỏi nạn đói, điều mà ông ấp ủ dự định trước khi bị đám người bắt đi và làm nô lệ và bị giết chết. Bây giờ anh hãy mang nó về bộ lạc của mình và trồng chúng ở đó. Bộ phim đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.